Tại sao hôm nay em lại quay về đây? Em còn nhớ ngày em đi anh đã như thế nào không? Anh đã níu kéo em rất nhiều, rất nhiều. Nhưng dường như em đã vô tâm với tất cả những gì mà anh đã nói. Ngồi nơi đây hãy nhớ lại bao điều ngày em đi anh như thế nào. Ngồi nơi đây em hãy nhớ lại bao điều ngày em đi anh níu kéo ra sao. Mà giờ đây em muốn quay về và em muốn ta như ngày xưa đó. Và giờ đây em muốn quay về, chẳng lẽ em đã quên bao lời em đã nói với ai? Anh à, em nghĩ mình nên kết thúc đi. Anh đừng níu kéo em nữa. Mình không hợp nhau. Em còn có con đường riêng của em. Anh nên tìm một người thế em đi. Anh đừng chờ em nữa, vì em sẽ không bao giờ trở lại đâu. Em đã quyết định rồi. Em đi nha. Ngày em đi em đâu có nói hôm nay em sẽ quay trở về. Tại sao em cho anh bao nhiêu bất ngờ đến thế? Giờ thì em đang ở đây, nhưng tình ta đây hết rồi, chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi. Vì bên anh hôm nay đã có ai kia thấy em mất rồi. Ngày em đi anh đau cùng nhờ người ấy. Giờ thì anh đã hết đau, chẳng lẽ anh bỏ người một lần nữa bước đi cùng em? Em biết là em đã sai, sai rất nhiều khi bỏ anh đi. Nhưng không ai, không có một lần làm lỗi với công anh. Giờ em chỉ mong sẽ có một hướng đi thứ ba để em có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Đó là niềm hạnh phúc mà bây giờ em mới nhận ra. Anh à, có phải lục cho người ra đi là vậy phải không anh? Ngày em đi em đâu có nói hôm nay em sẽ quay trở về. Tại sao em cho anh bao nhiêu bất ngờ đến thế? Giờ thì em đang ở đây, nhìn tình ta đây hết rồi, chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi. Vì bên anh hôm nay đã có ai kia thấy em mất rồi. Ngày em đi anh đau cùng nhờ người ấy. Giờ thì anh đã hết đau, chẳng lẽ anh bỏ người một lần nữa bước đi cùng em? Giờ em muốn hai ta đi chung, hai ta bước đi một đường, thì chỉ có một thương thứ ba dành cho ta. Mà chính anh cũng đau, mà chính anh cũng buồn. Đó là chúng ta là bạn. Ngày em đi em đâu có nói hôm nay em sẽ quay trở về. Tại sao em cho anh bao nhiêu bất ngờ đến thế? Giờ thì em đang ở đây, nhưng tình ta đây hết rồi, chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi. Vì bên anh hôm nay đã có ai kia thấy em mất rồi. Ngày em đi anh đau cùng nhờ người ấy. Giờ thì anh đã hết đau, chẳng lẽ anh bỏ người một lần nữa bước đi cùng em? Giờ em muốn hai ta đi chung, hai ta bước đi một đường, thì chỉ có một thương thứ ba dành cho ta. Mà chính anh cũng đau, mà chính anh cũng buồn. Đó là chúng ta là bạn. Mà chính anh cũng đau, mà chính anh cũng buồn. Được cho người ra đi, đó là chúng ta. Chỉ có thể